Sài Gòn Buffalo có những kết quả visa đầu tiên, vui nhưng chưa trọn vẹn. Đã có 5 trong tổng số 8 thành viên Sài Gòn Buffalo xin visa Mỹ thành công vào hôm qua, 15 tháng 9. Theo nhiều nguồn tin có độ chính xác cao, 3 thành viên còn lại của Bầy Châu sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội để chờ phỏng vấn. Bạn gái Hasmet cũng chia sẻ thông tin đậu visa trên story. Và theo xác nhận từ những fan thân cận của team, 5 tuyển thủ xin thành công visa đã chính thức trở về thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đấy, biên đội viên Hoàng Luân cũng hé lộ những thông tin tích cực từ ngày Ren. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Sài Gòn Buffalo sẽ chính thức công bố tin vui đến người hâm mộ trong ngày hôm nay, 16 tháng 9. Rõ ràng đây là điều mà cộng đồng Việt Nam đang khá mong chờ lúc này. Sau 2 năm reset vắng bóng tại chung kết thế giới, cơ hội trở lại của các đội tuyển đã mở ra và cánh cửa cuối cùng cần vượt qua đó là xin visa. Trước đó không lâu, Gam được cho là đã xin visa thất bại trong lần phỏng vấn đầu tiên. Tuy nhiên, CEO Chi Kế Nguyễn rất tự tin về điều này và cho biết đội đang nỗ lực hết sức để có kết quả tốt nhất. Đồng thời, Riot cũng lên tiếng sẽ cố gắng phối hợp để tạo điều kiện tối đa cho Gam sang Mỹ dự chung kết thế giới. Chung kết thế giới 2022 bắt đầu khởi tranh từ ngày 29 tháng 9 với các trận đấu ở vòng khởi động. Nếu mọi chuyện thuận lợi, Sài Gòn Buffalo sẽ lên đường sang Mexico vào tuần sau để chuẩn bị cho vòng này. Còn Gam sẽ tham gia từ vòng bảng bắt đầu từ ngày 8 tháng 10.